Rồi đọc lại cho con ha. Open file. Open file. Open file. Open file. Open file. Pause. 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 Staircase. 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 Bậc thang, cầu thang. Staircase. Steel house. Steel house. Steel house, nhà sàn. Steel house. Steel house. Popular. Popular. Tính từ nha. Phổ biến, nổi tiếng. Popular. 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 Ethnic. Ethnic. Minority. Dân tộc thiểu số. Minority. Ethnic minority. Norton. Norton. Highland. Highland. Northern Highland. Northern Highland. À, cao nguyên phía Bắc. Cao nguyên phía Bắc. Cao nguyên phía Bắc. Rồi, Mekong Delta. Mekong Delta. Đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Mekong đó. Đồng bằng sông Mekong. 5 giờ rồi. Tiếp theo, mình có size. Size là kích thước. Kích cỡ. À, kích cỡ. Mình có từ style là kiểu dáng. Nha, style kiểu dáng. Kiểu dáng đọc chứ vừa viết vừa đọc đây. Rồi, show là động từ chỉ ra. Chỉ ra. Traditional. Traditional là danh từ truyền thống, còn traditional là tính từ thuộc về truyền thống. À, thuộc về truyền thống. Nhớ cái từ culture cho cô, mình gặp rất nhiều culture. Danh từ văn hóa. À, văn hóa. Văn hóa. Mình có từ make from. Làm từ cái gì đó. À, làm từ make from. Natural. Natural. Material. 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 Nguyên liệu. Vật liệu thiên nhiên. Vật liệu tự nhiên. Wood. Đọc coi. Wood. Wood. Gỗ. Wood. Bamboo. Bamboo. À, là tre nứa. Tre nứa. Leaf. Leaf. Lá cây. Tiếp theo. Stand on. Stand on. Đứng lên. Đứng trên. Rồi ground. Đất. Ground. Allow. Cho phép, động từ cho phép. Nghỉ con. Cho phép. Keep, cố tình nữa. Giữ, cấp giữ. Rồi stray, an toàn. Tính từ an toàn. Stray. Wild animal. Động vật hoang dã. À, động vật hoang dã. Climb. Không đọc climb, đọc climb. Leo trèo. Leo trèo. Nice step. Staircase. Cầu thang có 9 bậc. Rồi in the middle of. In the middle of. Ở giữa. Family gathering. Là tụ tập gia đình, tụ họp gia đình. À, tụ họp gia đình. Rồi guest là khách. Khách mời, khách. Rồi overlook, nhìn ra. Nhìn ra. Overlook, nhìn ra. Nhìn, nhìn. À, nhìn. Rồi ok. Viết nhanh lên, đọc bài, dịch bài. Rồi dịch bài các bạn. Bài 300 bao nhiêu? 45 là sách ra. Viết những cái từ đây với ba cái hình nè. Mình có open file, mình có post, mình có staircase. Viết vào đi. Số 1 là cái gì? Số 1 là gì? 1A. Sai, 1 gì? 1B. Đọc lại cô. Staircase. 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 Viết vào. Staircase. Viết vô. Trang 45 bạn Duy giật lịch gì? Lật mãi không ra hả con? Số 2 là cái gì? Bo. Là hai sai. Open file. Số 3 là gì?
Cái cột nhà là gì? Porch. Nhiều cái cột thì phải có sờ, một cột thì porch thôi. Số bài giữa mặt đọc bài cho cô và dịch cho cô. Steel houses, những ngôi nhà sàn. Steel houses are popular among different ethnic minority groups. From the Thai in the Northern Highlands to the Khmer in the Mekong Delta. The houses come in different sizes and styles and show the traditional culture of their owners. Steel houses are made from natural materials like wood, bamboo, and lead. They stand on strong posts about 2 or 3 meters above the ground. This allows them to keep people safe from wild animals. People climb a 7 or 9 staircase to enter the house. The most important place in the house is the kitchen. It has an open fire in the middle of the house. It is the place for family gatherings and receive guests. The steel houses of the Tay and Nung usually overlook a field. The steel houses of the Thai, however, face mountains or a forest. The Bana and Ede have a communal house called a Rong house. As the hearth of their village, the communal houses are the largest and tallest ones in the village. Rồi dịch bài nào. Thôi làm bài cái gì? Những cái gì? Hiểu bài không? Nãy giờ đọc có hiểu không? Hiểu. Hiểu hả? Rồi dịch sang tiếng Việt. Translate to Vietnamese. Những ngôi nhà sàn. Vậy là bài này nói về những ngôi nhà sàn, ok? Những ngôi nhà sàn thì rất là phổ biến trong số những nhóm dân tộc thiểu số khác nhau. Từ Thái ở cao nguyên phía Bắc cho tới người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long. Những ngôi nhà thì sao? Hả? Có hình dạng và kích thước khác nhau và chỉ ra văn hóa truyền thống của chủ gia đình họ. À, của những cái chủ nhà đó. Steel houses được làm từ vật liệu thiên nhiên như là wood, là gì? Gỗ bamboo. Tre nứa and leaves. Liver là cái gì? Liver là cái gì? Lá cây. Đây stand on strong post là gì? Chúng đứng trên cái gì? Chúng dựng trên cái gì? Những cái gì? Trông không đâu, post bò sờ mà. Cái cột gì? Cột sờ trong là khỏe, những cái cột rất là chắc khỏe. Gì nữa? Học gì thấy bực ghê nha. Chắc khỏe to và lớn. À, gì nữa? Đây, khoảng 2 tới hoặc là 3 mét bên trên mặt đất. About 2 or 3 meters above the ground. Cái điều này cho phép họ tránh thú dữ. Ok. People climb. Còn mọi người thì trèo 7 hoặc là 9 bậc thang. Nha, họ không làm 8 bậc nha, 7 hoặc 9 bậc thang để đi vào ngôi nhà. The most important place, cái nơi quan trọng nhất trong ngôi nhà đó là phòng gì? Kitchen. Kitchen hả? Phòng nấu ăn. Phòng bếp mệt quá. Nó có một cái open fire là có cái gì? Một bếp gì? Bếp lửa. Trời ơi. Open fire, bếp lửa. Nó củi đó. Ở đâu? In the middle of the house. In the middle. Middle là gì? Hai cái thằng. Ở giữa căn phòng. Ở giữa ngôi nhà. Nó là cái nơi để mà tụ họp gia đình và chào đón khách. Ai biết người ta làm kiểu gì đâu có cháy đâu. Rồi, những ngôi nhà sàn của người Tây và người Nùng luôn nhìn ra cánh đồng. Ok. The steel houses of the Tây and Nùng usually overlook a field. Những ngôi nhà sàn của người Thái, cái từ however là tuy nhiên thì mình dịch tuy nhiên trước. Tuy nhiên những ngôi nhà sàn của người Thái thì đối mặt với núi hoặc là một khu rừng. Hay không? Mình á thì nhìn ra đường đúng không? Mình dựng nhà hay nhìn ra ngoài đường, mặt đường. Nhưng không, người Thái họ nhìn vào đâu? Nhìn cái cho ra núi, nhìn vào núi hoặc rừng. Đúng không? Còn người gì? Người nào? Người Nùng hả? Tây Nùng thì nhìn ra cánh đồng. Hướng chính là họ mở cửa là nhìn thấy cánh đồng. Còn người Thái là mở cửa là nhìn thấy rừng hoặc núi. Còn mình là nhìn thấy đường, mình cho nó ra đường. Ok. Đấy. Đến đâu rồi? Rồi. Người Ba Na và người Ê Đê thì có một cái nhà rông nha. Nhà cộng đồng gọi là nhà rông. Và là trái tim của ngôi làng đó.
À, những ngôi nhà rông thì là gì? Là bụi chuối. Là ngôi là những căn nhà như thế nào, cao nhất, to nhất trong ngôi làng. Rồi, ok. Cô, người ta sẽ nhà như bụi chuối không? Có một chú ấy phôn. Chú. Chỉ có một vài nhóm dân tộc thiểu số sống trong nhà sàn thôi. Sai hả? Hay là đúng rồi. Phải là nhiều đúng không? Hoa chu. Rồi câu 2, một những tất cả các nhà sàn thì nhìn giống nhau. Đều giống nhau hết, align giống nhau. Rồi. Tụ họp gia đình, sum họp gia đình diễn ra ở bên đống lửa trong ở giữa ngôi nhà. Đúng. Cho ba đúng. Đúng. Rồi, nhà rông the rông hao. Là gì? Phục vụ cho phục là gì? Là trung tâm của một ngôi làng người ED. Đúng. Rồi. Số bài dưới viết một từ vô. Một ngôi nhà sàn chỉ ra cái gì? Cái gì? Cái gì culture đó? Nung. Của owner. Nung. Sai, con tìm cho cô cái từ culture, con gạch chân culture nó nằm trước á. Nằm trước từ culture trong bài đọc. Tìm đi. Thấy rồi. Thấy cái gì? Thấy cái gì? Nó rất là dễ không thấy? Traditional. Trời ơi, traditional nó nằm ở đoạn 1. Cuối đoạn 1 thấy chưa? Bo bờm. Con thấy chưa? Rồi. Viết traditional vào. Traditional. Nung. Người cái gì? Những ngôi nhà sàn của người Tài và người Nùng nhìn đi đâu? Tài Nùng. Cánh đồng. Cánh đồng là gì? À nhìn ra. Nhìn là gì đó? Fields. Field. Xem sờ coi nha. Lật tìm trong bài. Tại sao không tìm được? Nó nằm ở đoạn cuối. Tìm vào đoạn cuối. Đoạn cuối đâu? Đoạn đầu của đoạn cuối, dòng đầu của đoạn cuối đâu? Dòng đầu. Đầu over lúc ở phiêu viết ở phiêu vào. Over lúc ở phiêu. Có ở rồi viết phiêu thôi. Trời ơi bờm dữ à. Tìm chỗ nào có tay nùng á. Tay nùng. Đoạn 3. Có bảo đoạn 1. Có bảo đoạn 3 mà. Dòng dòng đầu đoạn 3 mà không biết à. Làm được câu 2 thì sẽ làm được câu 3. Overlook a view. Sai, à. Người Thái mà sao nhìn ra cánh đồng được? Người Thái nhìn đi đâu? Có hai chỗ đó. Mountain hoặc là a forest. Sao con bờm có vậy? Tìm chỗ Thái nhá con. Sao con tìm chỗ người Bana rồi? Mountain đấy. Luyện đọc trong chữ luyện. Mountain hoặc là forest viết vào. Chữ này là nè ngu à. Phải mountain chữ o a. Mountain o a forest. ED rồi. Rồi, người ED là nhà gì? Nhà ngôi nhà lớn nhất và cao nhất trong ngôi làng của người ED là nhà gì? Nhà sen. Hầm à. Người ED Bana họ có nhà gì đó? Rông. Ghi rông hao vào hoặc là communal hao. Viết chữ rông đi con. Viết chữ rông hoặc viết chữ communal. Ủa, có chữ hao sao thì viết chữ rông. Nhưng mà con có thể viết chữ communal. 11 rồi, alo 15 rồi. Communal hao nhớ chưa? 12 rồi. Rồi, sang trang bên. Speaking. Làm việc theo cặp. Thảo luận và tích vào những cái đặc điểm, ghi cho cô feature đặc điểm. Feature đặc điểm. Ghi nghĩa đặc điểm vào. Của một ngôi nhà sàn trong cái danh sách dưới đây, list là danh sách, below là dưới đây. Rồi, một ngôi nhà sàn. Rồi, đầu tiên, ý thứ nhất, có mái nhà bằng xi măng. Mái nhà bằng xi măng đúng hay sai? Sai, xi măng đúng. Sai, không tích. Đứng trên những cái cột rất to. Sai đúng. Đúng. Sai thì không chọn. Cái nào đúng thì chọn. Được làm từ vật liệu thiên nhiên. Đúng. Rồi. Có toilet hiện đại. Sai. Hả? Tắm nước. Có toilet hiện đại đúng không? Đúng mẹ. Không chọn rồi. Còn dưới đúng. Rồi. Đúng. Rồi. Đúng. Là một căn hộ. Sao đúng? Là một căn hộ ở trong chung cư á, một tòa nhà lớn. Rồi, gần gũi với thiên nhiên. Đúng. Rồi, có 3 cái đúng đúng không? Ba cái sai, 3 cái đúng. Thôi. Đấy nhưng mà về xuống bài dưới. 13 đúng không? What type of home do you live in? Bây giờ có các loại nhà này các bạn. Đọc cho cô này, ghi nghĩa vô này. Rông sàn. Không, nhìn xuống dưới. What type of home do you live in là bạn sống trong loại nhà gì? Bây giờ ghi nghĩa vô. Flat căn hộ ghi vào.
Flat là căn hộ. Căn hộ. Bài 5 đó con. Flat là căn hộ, house là ngôi nhà bình thường ha. Detached house là biệt thự. Biệt thự. Giống bên này là detached house nè. Steel house nhà sàn. Ghi vào con, ghi nghĩa vào. Farm house là nhà nông trại, nhà vườn, nhà nông trại. Nhà vườn ấy. Kho thịt là nhà tranh, một túp lều chăn hai trái tim vàng. Ở tree house là nhà cây. Nhà cây là nhà trên cây. Vậy trả lời cho cô. Giả dụ Bo sống trên nhà cây à, rồi Duy sống trong nhà tranh, một túp lều tranh hai trái tim vàng. Bây giờ cô hỏi và trả lời nhá. What type of home do you live in? Bạn sống trong nhà nào vậy? Con trả lời như thế nào? I live in. Trả lời là I live in a. Ghi I live in a tree house chẳng hạn. House thôi hả? Đứa nào chọn biệt thự đi. Rồi đọc lại cho cô. A flat. Đọc. Đọc cho cô. A flat. A flat. A house. A house. A house. A house. A detached 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 house. A steel house. A steel house. A steel house. A farm house. A farm house. A farm house. A farm house. A cottage. A cottage. A cottage. A cottage. A tree house. A tree house. What material is it made from? Nó được làm từ nguyên liệu gì? Vật liệu gì? Trả lời cho câu 2. Con làm được xi măng, con là nhà thì con từ xi măng, từ gỗ. Vậy trả lời sao? It it is made from. Đi vào, it is made from. It is made from xi măng. Xi măng là cement đó. Nhà con làm từ đá vôi. Rồi, xi măng. Rồi gỗ, chắc chắn phải có gỗ rồi. Nhà em làm có gỗ. Ok. Rồi, what is the most important part of your home? Dịch câu 3, what is the most important part of your home? Cái phần quan trọng nhất trong ngôi nhà bạn là phòng nào? Phòng khách. Viết vô, is. Phòng khách hay là phòng ăn? Phòng ngủ. Có nghĩa là phòng nào, phòng khách hả? Phòng ngủ. Thì tùy bọn con thôi, is living room. Phòng ngủ thì quan trọng nhất gì? Suốt ngày ngủ. Không phải cơ, phòng ngủ. Toilet. Ủa, mỗi lần đi toilet thì thoải mái tâm hồn không? Nhưng mà ra mà được tiêu được. Phòng ngủ được. Is living room. Bạn làm gì ở đó? Con đang chọn phòng khách đúng không? Vậy thì con làm gì ở đó? Chúng tôi. Chúng tôi làm gì? Ăn trộm. Watch TV and talk together. Thôi về sao? Nó xem TV nói chuyện cùng nhau. Rồi còn làm gì nữa? Tiếp khách là gì? Receive. Receive. Guest. Hả? Receive guest. Ok chưa? Rồi, skill 2 bữa sau học. Đọc lại từ trên kia đi về. Rồi, đọc lại một lượt nào. Open file. Cái gì, cái gì? Từ từ. Open file. Open file. Open file. Open file. Cost. Cost. Staircase. Staircase. Steel house. Steel house. Popular. 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 Ethnic minority. Ethnic minority. Ethnic minority. Ethnic minority. Northern Highland. Northern Highland. Mekong Delta. Mekong Delta. Style. 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 Show. Traditional. Traditional. Culture. Culture. Made from. Made from. Natural material. Wood. Bamboo. Leaf. Stand on. Ground. Allow. Keep. Safe. Wild animals. Wild the animals. Land. Nine step staircase. In the middle of. Family gathering. Family gathering. Yes. Overlook. Overlook. Bò có Zalo riêng không con? Không. Nập.